Xin chào các bạn. Chắc chắn bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều biết đến Hoa Kỳ, một đất nước với bề dày lịch sử không dài nhưng vẫn khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục về những thành tựu vĩ đại. Một đất nước được coi là trung tâm của thế giới, là nơi mà chúng ta có thể chưa bao giờ đặt chân đến nhưng vẫn có thể thuộc lòng những đặc trưng của quốc gia này. Tại đây, bạn cũng có thể bắt gặp bất kỳ nền văn hóa nào trên thế giới, bởi đây vốn là quốc gia nhập cư. Thế nhưng ngoài cái gọi là chất Mỹ vẫn không thể nào bị trộn lẫn đi được, thì trong video hôm nay, 5 phút thôi sẽ cho các bạn thấy một Hoa Kỳ trái ngược hoàn toàn với những sự hiện đại mà các bạn đã từng biết. Một đất nước vừa hoang sơ, vừa hùng vĩ, vừa xứng đáng với cái tầm vóc của cường quốc. Hoa Kỳ, hay chúng ta thường gọi là nước Mỹ, cách đầy đủ là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Đây là một quốc gia có chủ quyền tại Bắc Mỹ, có biên giới tiếp giáp với Mexico ở phía Nam và Canada ở phía Bắc. Còn phía Đông với phía Tây là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Hoa Kỳ cũng có vùng lãnh hải với Bắc Băng Dương thông qua lãnh thổ Alaska. Quốc gia này có diện tích lên tới 9.826.675 km², đứng thứ 3 trên thế giới sau Liên bang Nga và Canada. Về hành chính, Hoa Kỳ là một nước Cộng hòa Liên bang, bao gồm 50 tiểu bang và một lãnh thổ liên bang là đặc khu Columbia hay Washington DC. Đây cũng chính là thành phố thủ đô của Hoa Kỳ, với dân số năm 2020 là 690.000 người. Thành phố này được thành lập vào ngày 9 tháng 7 năm 1790, sau khi đạo luật cư trú được thông qua. Ban đầu thành phố có diện tích là 259 km², được hình thành từ đất do các bang Maryland và Virginia hiến tặng. Nhưng tới năm 1846, thì phần phía nam lãnh thổ được trao trả lại cho thịnh vượng chung Virginia. Cho nên ngày nay, Washington DC chỉ rộng 177 km² và được bao quanh bởi tiểu bang Maryland ở ba phía. Nền kinh tế của Washington có khuynh hướng thiên về dịch vụ thương mại và nghiệp vụ, với tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt 144,5 tỷ USD trong năm 2020. Người ta ước tính rằng có tới 25% lực lượng lao động ở đây làm việc trong chính phủ liên bang. Nhiều tổ chức như công ty luật, nhà thầu quốc phòng, các nhà thầu dân sự, các tổ chức phi lợi nhuận, các công ty vận động hành lang, tổ chức công đoàn, các nhóm thương mại công nghiệp cũng có trụ sở chính tại hoặc ở gần Washington DC. Đây còn là trụ sở của gần 200 đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn có 14 vùng lãnh thổ, hay còn gọi là vùng quốc hải, nằm rải rác trong vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, bao gồm Puerto Rico, quần đảo Virgin và đảo Navassa ở biển Caribe thuộc Đại Tây Dương, đảo Guam, quần đảo Bắc Mariana, rạn san hô Midway, đảo Wake, đảo Howland, đảo Barker, đảo Samoa thuộc Hoa Kỳ, đảo Johnston, rạn san hô Kingman, đảo Jarvis và rạn san hô Palmyra ở Thái Bình Dương. Trong đó chỉ có duy nhất rạn san hô Palmyra là lãnh thổ đã được hợp nhất, 13 vùng lãnh thổ còn lại đều chưa được hợp nhất với Hoa Kỳ. Về địa hình, Hoa Kỳ được cấu thành bởi 3 phần lãnh thổ chính, trong đó phần lớn nhất nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ. Phần lãnh thổ này phân hóa thành 3 vùng tự nhiên là vùng núi phía Tây, vùng đồng bằng nội địa, cuối cùng là vùng núi và đồng bằng ven biển phía Đông. Đầu tiên là vùng núi phía Tây Hoa Kỳ. Khu vực này gắn liền với hệ thống núi Cordillera, cho nên địa hình ở đây chủ yếu là các dãy núi trẻ, có độ cao trung bình trên 2.000m, chạy song song với nhau theo hướng Bắc Nam. Xen kẽ giữa chúng là các bồn địa và cao nguyên. Tại đây có 71 đỉnh núi có độ cao từ 4.269m trở lên. Trong đó đỉnh Whitney ở California là đỉnh núi cao nhất ở vùng lãnh thổ trung tâm lục địa Bắc Mỹ, với độ cao lên tới 4.418m so với mực nước biển. Nhưng đây không phải là điểm cao nhất của Hoa Kỳ. Ở đây cũng có một khu vực gọi là Great Basin, vốn là một nhóm các cao nguyên khô cằn rộng lớn, chứa hầu hết các khu vực sa mạc của Hoa Kỳ. Ở phía nam của Great Basin là khu vực bị xói mòn bởi các hẻm núi sâu. Ngoài ra, khu vực ven biển Thái Bình Dương còn có các đồng bằng nhỏ hẹp, nó bị chia cắt bởi các dãy núi đâm ra sát biển. Nhìn chung thì khu vực phía Tây có dạng khí hậu hoàng mạc và bán hoàng mạc, đặc trưng bởi sự khô hạn, lượng mưa hàng năm ít ỏi, thậm chí ở một số nơi còn không có mưa. Tính chất khắc nghiệt của khí hậu còn thể hiện ở sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa các mùa trong năm rất lớn. Nhưng đây lại là khu vực có giàu tài nguyên kim loại màu như vàng, đồng, chỉ và các tài nguyên năng lượng, đặc biệt là vàng. Kim loại đã tạo nên cơn sốt vàng California từ năm 1848 đến năm 1855. Diện tích rừng lớn và đất ven biển phì nhiêu cũng là một lợi thế của vùng này. Tiếp theo là vùng đồng bằng nội địa Hoa Kỳ.
Vùng này nằm giữa hai hệ thống núi lớn là Cordillera ở phía Tây và Appalachia ở phía Đông. Đây là lưu vực của hệ thống sông lớn nhất đất nước, đó là hệ thống sông Mississippi với chiều dài lên tới 6.450 km. Nó bắt nguồn từ vùng phía Bắc ở dãy Rocky và đổ vào vịnh Mexico. Phía Bắc của đồng bằng được giới hạn bởi các hồ lớn, có tổng diện tích lên tới 244.106 km², nơi được cho là chứa khoảng 21% tổng lượng nước ngọt của thế giới và là biên giới tự nhiên giữa Canada và Hoa Kỳ. Nhìn chung thì vùng đồng bằng nội địa của Hoa Kỳ có sự phân hóa từ đông sang tây. Phía đông đồng bằng là khu vực có đất đai màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Nó kéo dài từ dãy Appalachia đến khu vực cách sông Mississippi khoảng gần 500 km về phía tây. Còn phía tây đồng bằng nội địa là khu vực khô cằn hơn và chủ yếu là đồng cỏ, được gọi là Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ. Mặc dù khu vực này trông thì khá bằng phẳng, nhưng thực tế Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ cao dần từ đông sang tây, với độ cao từ khoảng 460m lên đến 1.500m. Tài nguyên chủ yếu ở đây là các loại nhiên liệu như than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên. Ngoài ra còn có cả quặng sắt. Còn vùng núi và đồng bằng ven biển phía đông. Nếu vùng núi phía tây gắn liền với hệ thống núi Cordillera, thì phía đông Hoa Kỳ lại gắn liền với hệ thống núi Appalachia. Đây là một dãy núi già có chiều cao trung bình khoảng 900m và kéo dài 2.400 km từ phía bắc bang Alabama đến biên giới Canada, tạo thành một rào cản tự nhiên giữa đồng bằng ven biển và đồng bằng trung tâm. Phần trung tâm của Appalachia là thung lũng Great Appalachia. Nó giống như một cái máng khổng lồ kéo dài 1.900 km. Đây là kết quả của quá trình xói mòn diễn ra trong hàng triệu năm. Còn phía đông của dãy Appalachia là cao nguyên Piedmont. Về cơ bản thì Piedmont là tan tích của một số dãy núi cổ đại bị xói mòn với những ngọn đồi tương đối thấp, có độ cao từ 50 đến 300m so với mực nước biển. Ngoài cùng là đồng bằng ven biển Đại Tây Dương, đồng bằng này bị thu hẹp ở phía Bắc và mở rộng đến khoảng 320 km ở phía Nam, nơi nó hợp nhất với vùng đồng bằng nội địa. Các vùng đầm lầy và các vịnh là đặc điểm chung của đồng bằng ven biển Đại Tây Dương. Hầu hết các vịnh nằm ở phần phía Bắc của khu vực, còn phần phía Nam là các vùng đất ngập nước, bao gồm đầm lầy và rừng ngập mặn. Khí hậu đặc trưng của vùng này là ôn đới hải dương và cận nhiệt đới. Đây là kiểu khí hậu có mùa hè ấm nhưng không nóng, còn mùa đông thì mát mẻ và có biên độ nhiệt thấp. Phần lãnh thổ thứ hai của Hoa Kỳ là bán đảo Alaska. Đây cũng là tiểu bang rộng lớn nhất của đất nước nằm ở phía tây bắc của lục địa Bắc Mỹ, với diện tích lên tới 1.717.856 km². Địa hình chủ yếu ở bán đảo Alaska là đồi núi cùng với băng tuyết lạnh giá, đồng thời là quê hương của khoảng 5.000 sông băng, chiếm gần một nửa số sông băng trên thế giới. Tại đây cũng có đỉnh Denali, hay còn gọi là ngọn núi McKinley, với độ cao hơn 6.190m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất của Hoa Kỳ và là ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ. Denali thực chất là một khối đá granite khổng lồ được nâng lên trên vỏ trái đất trong một thời kỳ hoạt động kiến tạo cách đây khoảng 60 triệu năm. Độ cao đo được từ chân núi, nơi được gọi là đứt gãy Denali, đến đỉnh núi là 5.500m, khiến ngọn núi trở nên hùng vĩ và làm chúng ta mất cảm giác về kích cỡ cũng như tỷ lệ khi nhìn từ trên cao xuống thung lũng bên dưới. Một điều thú vị về bang Alaska đó là nó được Hoa Kỳ mua lại từ Nga năm 1867 với giá 7,2 triệu USD. Quy đổi tỷ giá năm 2021 thì rơi vào khoảng 134,5 triệu USD. Nhưng vụ mua bán này lúc đó cũng đủ làm dấy lên làn sóng phản đối rất lớn từ phần đông những người dân Hoa Kỳ. Họ gọi đây là cái hộp băng của ông Seward sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ là William Seward tán thành việc mua bán này. Vào thời điểm đó, rất ít người biết được tầm quan trọng của Alaska sau này, cũng như nguồn tài nguyên khổng lồ mà Alaska cất giấu trong lòng nó. Hiện tại, bán đảo này được cho là sở hữu rất nhiều tài nguyên. Nó sở hữu mỏ kẽm Red Dog lớn nhất thế giới, mỏ đồng Kennecott dồi dào ở phía bắc Cordova. Đó là còn chưa kể đến những giếng dầu và khí khổng lồ gần như chưa được động đến ở lòng bán đảo này. Ở đây cũng có khu rừng Tongass lớn nhất Hoa Kỳ. Nó cung cấp một lượng gỗ cho ngành xây dựng, đồng thời là nguồn tài nguyên xuất khẩu quan trọng của Alaska. Dù Alaska được gọi là hộp băng, nhưng sự thật nơi này không hoàn toàn chỉ là băng tuyết. Mùa hè ở miền Trung và miền Nam khu vực này kéo dài từ tháng 5 đến tận tháng 10, nhiệt độ có thể dao động từ 15 đến 20 độ C và bầu trời tràn hòa ánh nắng. Phần lãnh thổ thứ ba của Hoa Kỳ là quần đảo Hawaii, hay còn gọi là bang Hawaii, nằm ở biển Thái Bình Dương, cách thành phố San Francisco khoảng 3.900 km về phía tây.
Đây là một trong những thành tạo địa chất trẻ nhất thế giới, với diện tích 28.311 km², kéo dài gần 2.500 km từ Đông Nam đến Tây Bắc Thái Bình Dương. Quần đảo Hawaii được ví là một chuỗi ngọc với 137 đảo núi lửa lớn nhỏ và là nước biển trong xanh. Trong đó, đảo Hawaii là hòn đảo lớn nhất, chiếm 1/3 diện tích của quần đảo. Nó được hình thành từ 5 ngọn núi lửa và kết nối với nhau bằng nham thạch. Kilauea là một trong 5 ngọn núi lửa đó, đồng thời là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Nó vẫn tiếp tục đổ dung nham vào Đại Tây Dương. Còn Mauna Loa nằm cách Kilauea khoảng 40 km về phía Tây, được coi là núi lửa lớn nhất thế giới. Hai ngọn núi lửa này là nhân tố chính của công viên quốc gia núi lửa Hawaii, nơi đã được chỉ định là di sản thế giới. Về thành phần dân tộc, ngôn ngữ. Với dân số năm 2020 là 330.659.000 người, Hoa Kỳ là quốc gia đông dân thứ ba trên thế giới, sau Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng không giống như hai quốc gia châu Á này, dân số chủ yếu là tập hợp các dân tộc bản địa. Còn Hoa Kỳ có dân số đa dạng và có lẽ không có quốc gia nào khác có nhiều loại hình chủng tộc, sắc tộc và văn hóa hơn Hoa Kỳ, với 31 nhóm sắc tộc có dân số trên 1 triệu người. Bởi đây là điểm đến của hàng chục triệu người nhập cư với hy vọng về xã hội, chính trị, mở ra những cơ hội về kinh tế cũng như cuộc sống tốt đẹp hơn nơi họ được sinh ra. Trong đó, người gốc Đức, gốc Ireland và gốc Anh chiếm 3 trong số 4 nhóm sắc tộc lớn nhất. Người gốc châu Phi đa số là con cháu của các cựu nô lệ, là các nhóm chủng tộc thiểu số đông nhất Hoa Kỳ. Người gốc châu Á là các nhóm chủng tộc thiểu số lớn hạng nhì của Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có sự hiện diện của khoảng 5,2 triệu người sắc tộc bản địa châu Mỹ và bản địa Alaska và gần 1 triệu người gốc bản địa Hawaii. Là một đất nước của con người nhập cư nên ngôn ngữ được sử dụng ở Hoa Kỳ cũng rất đa dạng với 350 ngôn ngữ khác nhau. Trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất với 96% dân số sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày và hơn 82% dân số sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Kế đến là tiếng Tây Ban Nha với hơn 37 triệu người sử dụng. Những ngôn ngữ thông dụng khác bao gồm tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Ả Rập và tiếng Nga. Đặc biệt, tiếng Việt cũng nằm trong top 10 ngôn ngữ của Hoa Kỳ. Về tôn giáo, Hoa Kỳ là quốc gia theo đuổi quyền tự do tôn giáo và điều này được công nhận trong Hiến pháp từ năm 1791. Theo một thống kê không chính thức, thì Tin lành và Công giáo là hai đức tin lớn nhất của Hoa Kỳ, chiếm lần lượt là 42 và 21% dân số. Thuyết Mạc Môn chiếm 2% dân số. Do Thái giáo chiếm 2%. Hồi giáo chiếm 1% dân số. Phật giáo chiếm 1% dân số. Những người không theo bất kỳ tôn giáo nào chiếm 18%. Thuyết Bất Khả Chi chiếm 6%. Chủ nghĩa vô thần chiếm 5% dân số. Còn lại là những người theo tôn giáo khác và chưa rõ thông tin. Về kinh tế, nhắc đến Hoa Kỳ, chắc chắn ai cũng biết rằng quốc gia này là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tính tới năm 2020, GDP danh nghĩa của quốc gia này lên tới 20.890 tỷ USD, cao hơn nhiều so với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc ở mức 14.870 tỷ USD và chiếm gần 1/4 GDP toàn cầu. Hoa Kỳ cũng nằm trong nhóm những quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới với 63.177 USD và cao gấp 18 lần so với bình quân đầu người của Việt Nam. Quốc gia này không chỉ có thị trường nội địa lớn nhất cho các loại hàng hóa, mà còn chiếm vị trí tuyệt đối trong các thị trường dịch vụ. Trong tổng số 100 công ty lớn nhất thế giới, thì có tới 59 công ty đặt trụ sở tại Hoa Kỳ và chiếm 65% tổng số vốn hóa thị trường của 100 công ty hàng đầu. Đây cũng là một trong những điểm đến được du khách quốc tế ghé thăm nhiều nhất. Năm 2019, đất nước cờ hoa tiếp đón 79,3 triệu du khách, đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau nước Pháp và Tây Ban Nha. Một vài địa danh và công trình ấn tượng luôn có mặt trong top những điểm đến lý thú trên toàn thế giới như Vườn Quốc gia Grand Canyon. Đây là một khu bảo tồn thuộc tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ, đồng thời là một trong số những vườn quốc gia được hình thành sớm nhất tại đất nước này và đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Tổng diện tích của Grand Canyon là 4.927 km², được thành lập ngày 16 tháng 2 năm 1919 dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt. Trong khuôn viên vườn quốc gia Grand Canyon có tới hơn 2.600 di tích thời tiền sử. Trong những di tích đó có cả bằng chứng về nền văn hóa cổ xưa. Tại đây có hẻm núi cùng tên, vốn được mệnh danh là hẻm núi hùng vĩ nhất thế giới với cảnh quan vô cùng hoành tráng và ấn tượng. Nó được hình thành do sự bào mòn từ con sông Colorado qua hàng triệu năm và phơi bày gần 2 tỷ năm lịch sử địa chất của trái đất. Ngày nay, hẻm núi Grand Canyon có độ sâu tới 1.600 mét,
rộng từ 0,4 đến 24 km tùy từng đoạn, kéo dài 446 km. Tiếp theo là núi Tổng thống Mount Rushmore. Núi Tổng thống Mount Rushmore hay còn được gọi với cái tên là Đài Tưởng niệm Hoàng gia. Đây là công trình nghệ thuật điêu khắc khổng lồ có 102 trên thế giới, được thực hiện tại núi Rushmore của bang Dakota. Việc xây dựng khu vực này bắt đầu từ năm 1927 và kết thúc vào năm 1941 do không đủ kinh phí. Nơi đây được gọi là núi Tổng thống bởi hình ảnh được điêu khắc trên núi chính là khuôn mặt của 4 vị tổng thống nổi tiếng nhất tại nước Cờ Hòa là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Mỗi vị tổng thống trên đều có những đóng góp lớn trong việc tạo nền móng để Hoa Kỳ có sự phát triển rực rỡ như ngày nay, đồng thời cũng thể hiện sự biết ơn của người dân quốc gia này đối với các vị tổng thống trên. Cung điện Iolani. Đây là cung điện hoàng gia duy nhất ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một trong những cung điện đẹp nhất thế giới còn sót lại. Được xây dựng từ năm 1879 và hoàn thành vào năm 1882 bởi vua Kalakaua, cung điện Iolani là nơi của các vị vua trị vì cuối cùng của Hawaii cho đến khi chế độ quân chủ bị lật đổ vào năm 1893. Vào năm 1962 thì cung điện đã được xếp vào hàng di tích lịch sử quốc gia, đồng thời là nơi cư trú chính thức và duy nhất của hoàng gia Hawaii. Tham quan Iolani, bạn sẽ được biết về câu chuyện lịch sử của vua Kalakaua và em gái, cũng là người kế vị là nữ hoàng Liliuokalani. Tại đây cũng đang được trưng bày 7 chiếc vương miện được chạm khắc công phu với 521 viên kim cương, 54 hạt ngọc trai, 20 viên ngọc mặt mèo, 8 viên ngọc lục bảo và 8 viên hồng ngọc. Ngoài ra, tượng nữ thần tự do, đại lộ danh vọng, National Mall, thác Niagara, khu phố Pháp, Little Harava, bến ngư phủ, khu vực 51, vườn quốc gia Yellowstone, vườn quốc gia núi lửa Hawaii, trung tâm vũ trụ Kennedy, đập Hoover, Nhà Trắng, khu nghỉ dưỡng Walt Disney World, Waikiki, thành phố Las Vegas, vườn quốc gia Yosemite, cầu Cổng Vàng và quảng trường thời đại cũng là những địa điểm thu hút khách du lịch của Hoa Kỳ. Vậy là đến đây chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước Cờ Hòa. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.